Các bạn đang nghe tập 6 của truyện Vật nhỏ mê người của Nhậm Thiếu. Sau đây là nội dung, Sở Thiên thản nhiên ngồi lên xe, cười nửa miệng nhìn Dương Nhậm Đại tư thế ngồi xe của cô, khiến tên tóc vàng phải thốt lên, trời ơi, quá đỉnh. Giống như chiếc xe này sinh ra là dành cho Sở Thiên vậy. Tư thế bước lên xe, động tác gọn gàng như một tay đua chuyên nghiệp khiến hắn không thể không khen ngợi cô sở thiên đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đua đám người nhao nhao bắt đầu đặt cược dương nhậm đại cũng không chậm trễ lên xe tất cả mọi người đều biết đến kỹ năng lái xe của hắn rất tốt vì thế không quá bất ngờ khi tất cả mọi người đều đặt cược vào cửa của hắn sẽ giành chiến thắng tiền cược đã lên đến tiền tỷ mà không có người đặt cược cho sở thiên thì sao còn gọi là ván cược được nghĩ thế thôi chứ không ai muốn rút tiền về để cược vào cửa của sở thiên vì phần thắng của cô chỉ là con số âm, tên tóc vàng cầm tiền nhìn qua. Cửa của Dương Nhậm Đại thì đông nghẹt còn của Sở Thiên chỉ có mình hắn đứng. Tiểu mỹ nhân này cũng thật đáng thương, vì cô em xinh đẹp. Nên anh đây mở lòng từ bi cứu vớt chút mặt mũi cho cô em vậy. Sau đó, hắn ta ném 10 triệu vào cửa Sở Thiên, cuộc thi bắt đầu. Xe của Sở Thiên và Dương Nhậm Đại đã ở vạch xuất phát sẵn sàng cho cuộc đua tiếng động cơ gầm rú vang vọng khắp thung lũng một cô gái trong trang phục mát mẻ gợi cảm bước ra phía trước đường đua vẫy vẫy lá cờ trên tay sở thiên thả lỏng người ngồi trên mô tô phân khối lớn của tên tóc vàng khi cô gái phất lá cờ xuống sở thiên vặn ga hết cỡ chiếc xe xuyên bóng tối như một tia sáng vụt qua phóng nhanh dọc theo con đường núi đường đèo phía bắc thành phố là con đường núi phức tạp nhất ở thành phố b có nhiều khúc cua, dốc cao và đường hẹp, một bên đường là núi. Bên kia là vách đá hiểm trở, trong những trường hợp bình thường. Tai nạn xe sẽ rất dễ xảy ra ở đó, dùng nơi này làm đường đua có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Chắc có lẽ vì điều đó, nên nơi này được gọi là đường đua địa ngục. Xe đua của Dương Nhậm Đại cũng không phải dạng soàng. Hắn biểu diễn trình độ qua những khúc cua cực kỳ mượt bỗng vụt một cái ánh sáng từ dàn đèn trên xe sở thiên lướt qua bên phải hắn một cách dễ dàng như một bóng ma hắn ngỡ ngàng lập tức lách sang đường bên phải vô tình đầu xe hắn va chạm vào đèn sau xe của sở thiên với tốc độ của cả hai làm cho cú va chạm nhá một tia lửa hắn có hơi giật mình nhưng sở thiên lại rất bình tĩnh cô đánh tay lái sang trái vặn mạnh ga bánh xe cô chạy ngay trên cạnh thành lan can chắn an toàn Phía dưới là vực thẳm, động tác rất chuyên nghiệp. Rất dứt khoát, hai giây sau cả người cả xe tiếp đất an toàn. Sau đó cô không hề có ý định giảm tốc độ, chiếc xe tiếp tục lao sang phải chạy cách dương nhậm đại một khoảng chừng 3 mét. Những người xem đứng phía trên choáng váng, wow! Làm sao một cô gái có thể chạy được như thế, phía trước có một lối rẽ trái. Cô ta muốn chết sao, khi người nào đó vừa dứt câu đã thấy sở thiên bẻ tay lái cháy khét cả một đoạn cua tia lửa do sự ma sát giữa khung xe và mặt đường tạo thành một vệt cua dài đẹp mắt tên tóc vàng mắt chữ a mồm chữ o vô cùng kinh ngạc sau khi lấy lại tinh thần hắn không thể không ngoác miệng cười dương thiếu gia ơi là dương thiếu gia anh ta quá chủ quan về trình đua xe của anh ta cộng với sự quen thuộc đường đua này mà khinh thường một cô gái như sở thiên nhìn cục diện đi anh ta còn có cơ hội thắng sao Ha ha ha, những người khác cũng bất ngờ không kém, thật không ngờ trình đua xe của cô gái này còn cao hơn cả Dương Nhậm Đại. Đây không phải Dương thiếu tự yêu cầu làm nhục chính mình sao? Dương Nhậm Đại chạy sau vì né đường lửa do xe của Sở Thiên tạo ra nên hắn bắt buộc phải giảm tốc độ. Chính vì thế lại tạo ra khoảng cách ngày càng lớn giữa hai chiếc xe. Dương Nhậm Đại buông tiếng chửi thề, đám đông ở trên bắt đầu xoay chuyển thái độ. Dương thiếu ra cách cô gái xa quá, tôi muốn rút tiền về đặt cho sở thiên. Tôi cũng muốn rút, tôi đặt cửa sở thiên 50 triệu. Tên tóc vàng không khỏi cười thầm trong bụng, cược thì cược đầu ván. Ai lại để thấy rõ kết quả rồi cho mấy người cược lại chứ? Ngu xuẩn vãi, đúng vậy, sau khi đám đông trở mặt đứng sang cửa của sở thiên đòi đặt cược thì chỉ nghe một chữ cút. Tên tóc vàng được dịp cười ngặt nghẽo, đáng đời đám ruồi nhặng thích bâu thành đàn cơ ha 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 bên này dương nhậm đại đã bị sở thiên bỏ xa một đoạn khá dài hắn tăng tốc đuổi theo cô cô lại như chạy chậm lại chờ hắn nhưng cứ mỗi khi hắn sắp đuổi kịp cô thì cô lại tăng tốc bỏ xa hắn một đoạn giống như một con mèo đang vờn một con chuột vậy cứ như vậy suốt chặng đường đua sở thiên luôn dẫn trước dương nhậm đại kết quả cuối cùng cô chiến thắng một cách rất dễ dàng khi bước xuống xe dương nhậm đại ướt đẫm mồ hôi toàn thân rã rời hắn chưa bao giờ trải qua một cuộc đua nào cam gâu và có cảm giác bất lực như vậy cho dù là lúc đua ở trường đua quốc tế hắn cũng chưa từng có cảm giác này cảm giác bị trêu chọc bị sỉ nhục nhưng không làm được gì sở thiên cũng xuống xe cô đi ngang qua dương nhậm đại tóc cô tung bay theo gió gương mặt xinh đẹp không góc chết khiến người khác không thể rời mắt Dương Nhậm Đại chợt cảm thấy bần thần, cô ấy học được những kỹ năng đua xe này từ bao giờ vậy? Không lẽ trước đây cô ấy chỉ giả vờ yếu đuối trước mặt hắn sao? Đâu là con người thật của em đây hả sở thiên, tại sao bây giờ em mới thể hiện ra là em mạnh mẽ? Cuốn hút đến như vậy hắn lầm tưởng cô chỉ là bình hoa. Cô chẳng có gì đặc biệt, thậm chí hắn còn so sánh cô với rác rưởi là cùng một loại để rồi giờ đây khi cô trở mặt liền liên tục làm cho hắn xấu hổ trước mặt người khác như vậy hắn biết hắn đã tự mình đánh mất đi thứ quý giá nhất trên cuộc đời ngay lúc đó người ta tuyên bố sở thiên là người chiến thắng nhiều người tuy gieo hò nhưng cũng tiếc nuối rất nhiều vì đã đặt cược sai người chỉ có tên tóc vàng là cười không ngậm được mồm vì chỉ có một mình hắn đặt cược cho sở thiên chính vì thế tỷ lệ tiền cược cao hơn gấp trăm lần sau khi trừ đi các khoản phí, cuối cùng hắn ấm chọn hơn một tỷ tiền thắng cược. Hắn hoàn toàn choáng váng, mọi người vây quanh hắn chúc mừng sen lẫn ghen tị. Sở thiên bước nhanh qua dương nhậm đại, đến trước mặt tên tóc vàng. Hắn như người vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ, ôi! Chị đại của tôi, đại tỷ của tôi, chị như một nữ thần trên đường đua ấy. Chị đỉnh quá chị ơi, tên tóc vàng thiếu điều nhảy múa trước mặt cô để diễn tả sự phấn khích của hắn hiện tại. Sở Thiên lùi lại một bước, vẻ mặt lãnh đạm, nhướng mày về phía tiền thưởng trên tay hắn. Tên tóc vàng hiểu ý, "À à, đây là tiền thưởng của chị. Cảm ơn chị, nhờ chị mà đêm nay em kiếm được khá nhiều tiền." Hi hi hi, tên tóc vàng cười nịnh bợ Sở Thiên, sau đó vui vẻ chia cho cô một nửa tiền thưởng hắn gọi chị không ngượng mồm vì hắn đoán chắc cô cũng lớn tuổi hơn hắn chứ chắc chắn không thể nhỏ hơn được sở thiên nhận tiền của tên tóc vàng rồi cũng đến nhận luôn tiền thưởng cho người thắng cuộc cũng không tồi nha lúc này dương nhậm đại bước về phía sở thiên cô cũng vừa lúc nhìn thấy hắn cô cười nửa miệng nhét một sấp tiền vào tay một tên nhóc trải chuốt bảnh bao đang đứng gần đó này cậu em đẹp trai à cũng không đẹp trai mấy Lúc nãy tôi nhìn thấy cậu la hét cổ vũ tôi hơi bị nhiệt tình đấy. Đây là tiền thưởng của cậu, sau đó cô khinh khỉnh nhìn Dương Nhậm Đại. Đừng nói đến Lưu Mã Đệ, vô tình chọn đại một người nào đó bên đường cũng cảm thấy đẹp trai hơn giám đốc Dương rất nhiều lần đó nha. Câu nói cố tình làm nhục Dương Nhậm Đại của Sở Thiên khiến những người xung quanh phá lên cười. Ha ha ha, Dương thiếu gia mà cũng có ngày bị con gái chê bai sao? không ngờ cũng có ngày dương thiếu gia cũng bị thất bại dưới chân một cô gái ha 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 tên tóc vàng tiến đến chêm thêm một câu rồi quay sang sở thiên không ngừng tâng bốc cô hai mắt hắn long lanh chị đại kỹ năng đua xe của chị quá tuyệt vời em rất ngưỡng mộ chị chị nhận em làm đàn em của chị được không sở thiên không khách sáo đáp được chị sẽ từ từ chỉ dạy chú em thật tốt thật hả chị điều kiện là phải biết nghe lời Tên tóc vàng gật đầu như bổ củi gấp gáp nói, dạ dạ. Em rất biết nghe lời, từ giờ em làm đàn em của chị. Nếu chị cần bất cứ điều gì, chị cứ alo em, quyết không từ nan. Sở thiên thản nhiên nói, vậy quách biêu giao cho chú. Tên tóc vàng làm một hành động yes madam rồi lập tức ra lệnh cho người của mình mang quách biêu đến thẳng bệnh viện. Về phía dương nhậm đại, hắn ta nhận ra sở thiên không hề để ý gì đến hắn hắn tức giận hét sở thiên em là đang cố ý chọc giận tôi em muốn làm tôi hối hận vì đã bỏ rơi em đúng không em đã thành công gây được sự chú ý của tôi rồi đấy sở thiên thờ ơ nhìn hắn rồi sao nữa hắn lấy lại tự tin ngẩng đầu tuyên bố vì em đã rất cố gắng lấy lòng tôi nên tôi sẽ tha thứ cho sự phản bội của em trong thời gian qua Em có thể trở về bên tôi rồi, sở thiên phá lên cười. Nụ cười mười phần đều là chế diễu Dương Nhậm Đại, giám đốc Dương. Anh hít không khí mà cũng say sao, hay đường đua vừa rồi khiến đầu anh bị lắc mạnh quá chập mạch rồi. Đám đông lại được dịp cười điên đảo, tên tóc vàng hét lớn. Tôi chưa bao giờ thấy một người không biết xấu hổ như anh đấy Dương Thiếu Gia, Dương Thiếu gia, tỉnh lại đi, từng lời nói của cô gái này cho thấy anh không là cái đinh gì trong mắt cô ấy từ lâu rồi. Dương Nhậm đại xanh mặt, "Tôi không tin những gì em nói là suy nghĩ thật lòng của em đâu." "Đừng diễn nữa, Hạ Màn đi Sở Thiên." Nói xong hắn liền lao người tới ôm chầm lấy Sở Thiên. Sở Thiên không ngờ tên này bỗng nhiên phát điên lên như vậy. Cô đang định đẩy hắn ra thì chợt nghe tiếng xương kêu răng rắc. Cùng với đó là tiếng la hét thất thanh của Dương Nhậm Đại. Từ lúc nào bên trái cô xuất hiện một Lưu Mã Đệ vậy? Anh đang bẻ ngược tay của Dương Nhậm Đại ra phía sau, khiến hắn đau đến mức tái mặt, mồ hôi nhễ nhại rơi xuống. "Lưu Mã Đệ, buông tôi ra." Mọi người nhìn thấy Lưu Mã Đệ, ai nấy đều sừng sốt trước khí chất kinh người của anh lập tức im bặt tiếng cười tắt hẳn, Dương Nhậm Đại phải mất rất nhiều công sức mới có thể hất tay lưu mã đệ ra. Đau đớn đến mức hắn phải thở hổn hển, suýt xoa cánh tay. Hắn căm hận nhìn lưu mã đệ, lưu mã đệ, mày bị sao vậy? Con đàn bà của mày đã phản bội mày, chạy ra đây lúc nửa đêm thế này để làm gì? Mày biết không, lưu mã đệ nhìn sang sở thiên, sau khi xác định cô vẫn ổn không thương tích gì thì anh liếc qua dương nhậm đại vẻ mặt lạnh lùng đến mức khiến dương nhậm đại run lên một cái dương nhậm đại nghiến răng cười xấu xa mày còn không biết con đàn bà của mày vừa đưa cho tên đàn ông khác một sấp tiền há chẳng phải mày không thể thỏa mãn cô ta sao nghe nói mày không bao giờ gần phụ nữ mày bất lực đúng không ha 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 lưu mã đệ mặt không đổi sắc sở thiên cười lạnh một tiếng cô đến bên lưu mã đệ nói Giám đốc Dương, anh bị tôi từ chối thẹn quá hóa điên rồi à? Sao cứ liên tục làm nhảm thế, nói xong cô quay qua hôn nhẹ vào má Lưu Mã Đệ. Ngọt ngào nói, Mã Đệ, anh đến đón em sao? Lưu Mã Đệ nhìn xuống con mèo nhỏ đang ra sức lấy lòng anh. Đôi môi mỏng của anh hơi cong lên, vẻ mặt lập tức trở nên quỷ dị hơn một chút. Các cô gái ở đó bắt đầu la hét, là Lưu Mã Đệ phải không? Anh ấy đẹp trai quá, thật ganh tị với Lâm Sở Thiên. Cô ấy được đứng bên Lưu Mã Đệ, nhưng cũng thật xứng đôi quá. Phải rồi, phải bá đạo như Sở Thiên mới xứng đứng bên cạnh anh ấy. Chúng ta sao bì kịp, khung cảnh nhẹ nhàng, ngọt ngào của hai người khiến Dương Nhậm Đại Tức muốn hộc máu. Hắn ra sức đay nghiến, giả vờ yêu đương ngọt ngào ở đây làm gì? Chẳng qua mày nhặt lại con đàn bà tao không cần đến thôi có gì đáng tự hào lưu mã để nghe vậy trong mắt hiện lên một tia sát khí một bóng người nhỏ nhắn nhanh như gió lướt qua anh trong tích tắc đứng trước mặt dương nhậm đại chát 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 ba cái tát dáng xuống mặt dương nhậm đại vang lên như pháo nổ khiến hắn muốn sái cả quai hàm sở thiên phủi phủi tay anh ăn bậy được chứ đừng nói bậy nhé giám đốc dương tôi nghĩ giám đốc dương sẽ khó mà buông lời xin lỗi nên tôi chủ động thưởng cho anh ba cái tát đổi lấy lời xin lỗi của anh đấy. Dương nhậm đài ôm khuôn mặt bỏng rát một tia hung ác thoáng qua trong mắt hắn ta. Hắn ta hét lên với đám vệ sĩ của mình, đánh bọn chúng. Đánh chết bọn chúng cho tao, một đám vệ sĩ áo đen chạy đến trước mặt sở thiên và lưu mã đệ. Đoàn bỗng một tiếng súng vang lên khiến ai nấy đều giật nảy người. Các cô gái trong đoàn người hét lên sợ hãi, có vài người sợ quá ôm đầu ngồi thụp xuống. Jun cầm cập không dám động đậy, có vài người ở xa hơn thì lên xe chạy mất hút. Tránh cảnh trâu bò đánh nhau, rồi mũi chết, cũng có vài người không sợ chết nấp sau những chiếc mô tô. Tảng đá len lén hóng chuyện, người bắn súng là thân tín của Lưu Mã Đệ. Anh ta mặc một bộ đồ rằn di, sở thiên nhận ra anh ta anh ta là là người tìm ra bộ hồ sơ mời thầu khi ở biệt thự của Dương Nhậm Đại. Anh ta chỉ huy một nhóm người, số lượng chắc cũng gấp đôi người của Dương Nhậm Đại. Đứng phía sau cô và anh, sau đó tiến lên cung kính hỏi Lưu Mã Đệ. "Lưu tổng, anh muốn xử lý bọn chúng thế nào?" Lưu Mã Đệ nhìn sang Sở Thiên. "Ý em sao?" Sở Thiên trợn tròn mắt, "Ý cô sao ư?" "Ác ma đang hỏi ý kiến cô sao, sau những lời châm biếm" sỉ nhục của dương nhậm đại anh không nổi điên ra lệnh giết hắn mà hỏi cô muốn xử lý hắn như thế nào đây là có ý gì anh lại đang thử thách cô sao hay vì lý do nào khác gương mặt dương nhậm đại lúc này so với tàu lá chuối có khi còn xanh hơn người của hắn cũng tái mét mặt mày có người giơ hai tay lên đầu không dám có đồng tĩnh gì đi rút đi dương nhậm đại không đợi sở thiên nói lập tức ôm cánh tay đau mang theo người của mình chạy chối chết. Trông rất thảm hại, trước khi đi, anh ta không quên hét lên. Lưu mã đệ, chuyện này chưa kết thúc đâu, hãy đợi đấy. Lưu mã đệ không quan tâm đến dương nhậm đại, ánh mắt anh vẫn rất thủy chung dán lên mặt sở thiên như muốn thu hết tất cả các biểu cảm của cô vào đáy mắt của mình vậy sở thiên khó khăn nuốt nước bọt xử hắn luôn ở đây thì ca thú vị chúng ta hãy chơi trò mèo vờn chuột với hắn thì sẽ thú vị hơn hắn không thể chết lúc này em muốn hắn phải mất tất cả phải để hắn sống không bằng chết đúng vậy dương nhậm đại không thể chết hắn hiện vẫn là nam chính trong cuốn sách này nếu hắn chết nhanh như vậy thì liệu cô còn sống được không cô không dám đánh cược mạng sống thứ hai này thêm một lần nào nữa từng bước đi phải thật cẩn thận